đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 nhưng mà cái mà thủ muốn nói đây đó là khi mà các bạn có lời nhiều đó với những bài nào mà đang có lời nhưng mà nào mà chưa có lời thì bây giờ thậm chí là đang bị lỗ đó thì sẽ chia sẻ thêm suy nghĩ của Thuần nhưng mà những bài nào mà có lời đó thì các bạn sẽ được là một trong những điều mà thường thường hay nhắc nhở các bạn liên tục liên tục à, hầu như là mỗi vài tháng hoặc là nhắc nhở các bạn đó chính là Chốt lời đây là một cái khái niệm rất là quan trọng ở trong đầu tư các bạn nên hiểu đó là đầu tư tới cuối cùng thì các bạn cũng cần phải có mục đích và mục đích của các bạn là tự do tài chính mục đích của các bạn là bất cứ cái gì đó thì các bạn đừng bao giờ quên mục đích ban đầu Nhất là khi các bạn có một cái lợi nhuận lớn mà các bạn lại để cho mất đi cái phần lợi nhuận đó thì các bạn quá tham Thị trường này các bạn thì được là trong thời gian ngắn hạn không ai có đoán được đâu Hôm nay như vậy ngày mai thì lại khác à, Các bạn thì được là biết bao nhiêu người nghĩ đó là hồi tháng 5, tháng 6, tháng 7 là chúng ta đã thực sự vào downtrend rồi Đâu có ai nghĩ là giá BTC sẽ đi từ 60 mấy ngàn đô ra 63 ngàn xuống còn 29 ngàn rồi từ 29 ngàn lên tới 69 ngàn rồi lại trở về cái mức hiện tại thực ra thường nghĩ không mấy người nghĩ là sẽ xảy ra như vậy đâu nhưng mà các bạn thấy được là ngắn hạn không ai đón được nhưng mà dài hạn đó thì thị trường này là một thị trường mà nếu các bạn có lòng tin thì sẽ tăng trưởng giá trị theo thời gian nhưng mà nếu các bạn có lời nhiều các bạn đã đạt được mục đích ban đầu rồi đó mà các bạn uh, không có rút ra cái phần lời đó để làm chuyện mà các bạn đã ra cái ý định ban đầu cái đó cho dù là các bạn muốn mua nhà hay là các bạn muốn uh, đầu tư đất hay là các bạn muốn làm cái gì đó muốn khởi nghiệp hay gì đó mà các bạn không làm thì coi như các bạn uh, đã quên đi cái lý do tại sao các bạn À, ở trong cái thị trường này rồi đó là một trong những điều mà thường thường hay chia sẻ các bạn chút lời rất là quan trọng thì các bạn nên hiểu nếu như mà các bạn đã đạt được giống như là tự do tài chính đi cái số lượng tiền lời đó có thể thay đổi cả cuộc đời các bạn có thể nói thay đổi cả cuộc đời đó thì nhiều bạn sẽ nghĩ tới là giàu sang không hẳn đâu giống như là nếu như mà cái số tiền đó các bạn bây giờ đang làm một công việc các bạn không thích làm mà cái số tiền này thật sự là có thể là giải pháp cho các bạn các bạn có thể là dựa vào cái số tiền này mà không cần phải làm việc ở cái nơi đó nữa các bạn có thể lựa chọn một công việc nó phù hợp hơn mặc dù là cái lương thấp hơn hay là một cái công việc mà các bạn cảm thấy là các bạn thích hơn mặc dù là cái lương không bằng có thể tại vì các bạn bây giờ đang nợ hay là cái gì đó cho nên các bạn cần phải đi làm hàng ngày để có thể có tiền để mà tiếp tục trang trải nhưng mà cái số tiền lời các bạn có đó mà có thể thay đổi được cái đó của các bạn coi như cũng là một cái thay đổi rất lớn trong mua được các bạn rồi thì các bạn cần phải suy nghĩ đến chút lời thường thường hay chia sẻ với các bạn những cái thông tin này và thường thì đương nhiên là không thể cho các bạn lời khuyên là chút lời hay là cắt lỗ được tại vì mỗi người đều mỗi khác thường không thể chưa sẽ các bạn những cái à, lời khuyên đầu tư đây là cái tài chính cá nhân đây gọi là tài chính cá nhân thì nó rất là cá nhân mỗi người đều mỗi khác mỗi người đều vào trong thị trường này với mục đích khác nhau Vì thế khác nhau thời gian khác nhau cho nên không ai giống ai hết thường chỉ có thể chia sẻ những cái suy nghĩ các bạn cần nên có mà thôi nhưng mà ngược lại nếu như và các bạn bây giờ đó đang bị lỗ thì như thế nào rất nhiều bạn hỏi thường là hiện bây giờ đang uh, ho đồ đồng này hay là đồng kia bây giờ nó xuống quá thì làm sao có nên cắt lỗ hay là không hay là có nên mua thêm hay là không thì tôi nghĩ đó là một trong những câu hỏi các bạn cần phải hỏi các bạn nếu như mà các bạn đang lưu trữ một cái token nào đó mà nó đang xuống giá mà các bạn đang lo lắng đó thì câu hỏi thường hỏi các bạn là nếu như mà ngày hôm nay các bạn có thêm tiền các bạn có mua thêm cái token đó hay là không và nếu như mà câu trả lời các bạn nói là hôm nay nếu như ai cho mình tiền mình không mua thêm đồng đó nữa Mặc dù là cái giá đó rẻ hơn là cái giá mình mua trước đây Thì các bạn cần phải nên suy nghĩ lại có nghĩa là các bạn đã không có lòng tin vào cái dự án đó rồi Hoặc là các bạn đang lưu trữ quá nhiều, nhiều hơn là các bạn nên lưu trữ Thì đây cũng là một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Là nếu các bạn cảm thấy mình không có ngủ được đó mình cảm thấy là khó chịu mỗi lần mà giá cả lên hay là giá cả xuống có thể là giá cả lên các bạn khó chịu tại vì các bạn uh, không nắm đủ cái uh, token đó cho nên lên các bạn thấy tiếc hay là xuống các bạn lại cảm thấy là từ chết bản thân mình tại vì sao sau khi giá lên mình lại không có uh, làm những gì mà mình đã đưa quyết định ban đầu thì cái mà thường mình chia sẻ với các bạn đó là như các bạn cảm thấy mình không ngủ được tại vì lo lắng đó thì nếu như các bạn cảm thấy mình không có đủ cái đồng đó Thì các bạn nên tìm cách để mua Để cho đến khi nào các bạn ngủ được Và nếu như các bạn không ngủ được Tại vì các bạn lo sợ thị trường xuống Thì các bạn nên bán cho đến khi nào Mà các bạn không còn lo sợ nữa Đó là quyết định của cá nhân các bạn mà thôi Thôi chỉ có thể chia sẻ cái cách suy nghĩ của Thuần Các bạn nghĩ sao hãy comment ở bên dưới cái video này Một số những cái tài liệu nở bật đó Thì Plan B lại tiếp tục bị tấn công Các bạn thì Plan B là cái người mà À, khuôn mặt đại diện cho cái mô hình stock to flow mà chúng ta đang nói tới rất là nhiều không chỉ là chúng ta mà thị trường crypto này ai cũng biết và plan B đó sau khi mà đã chứng đoán sai giá cả cho tháng 11 và tháng 12 đó thì lại bị tấn công rất nhiều thì plan B giờ đó là đang ở trong một cái trạng thái là bảo vệ mình và plan B đó lại tiếp tục đưa những cái thuyết để mà bảo vệ cái mô hình stock to flow và nói là vẫn còn có hiệu lực và plan B đó là chia sẻ một cái bài này ngày hôm nay nói là à, không hẳn là không còn hiệu lực đâu chúng ta chỉ đang nằm ở trên cái phần mình dưới của cái band này mà thôi thì chỉ cần là chúng ta thấy giá cả đó tiếp tục À, đi trong phạm vi này và bắt đầu có xuống như lên thì cái mô hình structure flow này vẫn còn hiệu lực. Đương nhiên điều này lại tiếp tục làm cho uh, nhiều người lại tấn công plan B nữa. Thuận đó thì nghĩ khác. thường đã từng chia sẻ với bạn trong nghĩ của Thuận về cái mô hình structure flow này rồi. thường nghĩ là cái mô hình structure flow này đó không hẳn là không còn hiệu lực đâu. Cái mà thường nghĩ là sai ở đây đó là không phải là mô hình structure flow. Tại vì mô hình structure flow đó các bạn thấy được là vẫn có thể giải thích được tại sao giá cả lên trong cái thời gian lịch sử của BTC. Và thậm chí chúng ta tin tưởng nhà công hừng cho flow này để dẫn tới là chúng ta nghĩ là giá BTC sẽ qua khỏi 55.000 đô và đó đã là sự thật. Đó là điều chúng ta nói tới từ năm 2019 rồi. Và thực sự cũng giải thích được là mỗi lần sau khi halving á thì giá cả lại tăng lên tại vì đi theo môn stochastic flow này. Tôi nghĩ cái mà sai ở đây đó là không phải là mô hình mà cái mà sai ở đây đó mà cần phải điều chỉnh đó chính là cái mức giá ở bên tay trái này tôi nghĩ là plan B nên suy nghĩ lại coi coi là cái mức giá này nó có phù hợp hay là không và nếu như không thì cần phải điều chỉnh lại chứ không hẳn là cần phải điều chỉnh cái model này đâu tôi nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ theo cách đó đó là sự riêng của thuận mà thôi và các bạn thấy được là rất rõ ràng khi mà các bạn nhìn vào cái tài liệu này được chia sẻ đó đây là tài liệu được chia sẻ bởi crypto pou ở trên twitter thì đây là những cái ngày mà harbin đợt đầu tiên đợt thứ nhì và thứ ba của bitcoin mỗi khoảng chừng bốn năm là có một lần hiện tượng harbin có nghĩa là cái số lượng btc được đào ra giảm đi phân nửa đó thì các bạn thấy là tính theo thời gian thì rất rõ ràng cái đợt tăng trưởng đầu tiên mùa đầu tiên của btc được khoảng một năm thứ nhì là khoảng một năm rưỡi và bây giờ chúng ta có thể thấy cái mùa này có thể tăng lên khoảng chừng là 2 năm có nghĩa là chúng ta đang nhìn vào một cái hiện tượng là chu kỳ dài hơn có nghĩa là người này nghĩ là mùa tăng trưởng vẫn sẽ tiếp tục qua năm 2022 kế tiếp đó thì Will Clemente là một trong những người mà thường cũng rất là theo dõi trên Twitter thì đã chỉ được một số những cái biểu đồ rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với bạn biểu đồ này đó cho thấy được một trong những điều mà thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây đó mà Thuận không có tài liệu chính xác đó chính là sau khi mà giá cả của BTC lên tới là 63.000 đô rồi xuống còn 29.000 đô đó thì cái thời điểm đó các bạn thấy được là lúc mà giá tăng lên 63 đó thì thời điểm đó hồi tháng 5 đó rất là xôn xao rất nhiều người mới trong thị trường này rất nhiều người đầu tư riêng lẻ rồi sau khi mà giá xuống từ 63 còn 29 đó, từ tháng 5 đến tháng 7 thì đã có rất nhiều người chán nản, họ cắt lỗ, họ rời khỏi thị trường này, cái số tiền đó đã bị thu mua lại bởi những cá voi. Thì các bạn thấy là sau khi đó đó thì giá cả của BTC lại đi từ 29.000 lên 69.000 lập đỉnh mới. Nhưng mà cái sự ồn ào xôn xao đó đã không có giống như là hồi tháng 3, tháng 4, tháng 5 nữa mà nó đã dịu hơn mặc dù chúng ta đạt được cái đỉnh mới, cái volume cũng không có nhiều nhiều bạn cũng đã nhận được cái điều này. Và thường cũng cảm nhận được là Tuy là BTC đặc đến mới nhưng chúng ta lại không thấy nhiều người mới tham gia vào. Nhưng mà hôm nay đó, tài liệu của Will Clemente cũng đã chỉ rõ hơn là các bạn thấy được thứ nhất, chúng ta nhìn vào uh, total transaction fee có nghĩa là cái số lượng phí trả trên mạng lưới của BTC đó thì các bạn thấy như thế nào? Cái số lượng phí đó thì nó cũng khá là cao, các bạn thấy được là tháng 4 uh, của năm 20 tháng 10 của năm 20 cho đến tháng 4 của năm 2021 cái đường màu vàng này nó cũng rất là cao nhưng mà bắt đầu từ tháng 7 của năm nay các bạn thấy là như thế nào bắt đầu cuối tháng 7 đó là cái đường màu vàng này đó hay là màu cam này nó nằm rất là thấp bên dưới và hầu như không có cái sự di chuyển nhiều có nghĩa là sao có nghĩa đây là một dấu hiệu đó là chúng ta không có nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ những nhà đầu tư mới đó giao dịch ở trên mạng lưới của BTC thì tại sao lại có cái suy nghĩ như vậy? Tại vì các bạn thấy đó là khi các bạn có nhiều người giao dịch thì cái phí trên mạng lưới của Bitcoin đó là không phải tính theo là các bạn giao dịch bao nhiêu tiền mà các bạn tính là giao dịch bao nhiêu lần giống như là các bạn di chuyển Một 000 đô, 100.000 đô, một triệu thì cái phí nó cũng giống nhau cho nên khi mà các bạn nhìn thấy hiện tượng như vậy có nghĩa là không có nhiều người giao dịch có nghĩa là khả năng là chúng ta thấy được là cái số lượng giao dịch chỉ là được giao dịch bởi một số người mà thôi thì nếu như vậy làm sao chúng ta biết được là những người đó là những nhà đầu tư lớn thì chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ kế tiếp được chia sẻ bởi will clemente thì đây là cái khối lượng giao dịch ở trên mạng lưới của btc từ không đô la cho đến 1.000 đô thì chúng ta thấy gì sau khi mà chúng ta thấy được là hè của năm nay đó sau khi mà nhiều người rời khỏi thị trường này thì chúng ta thấy được là cái khối lượng giao dịch đó, nó không có cao như trước đây không đô la tới ngàn đô la khối lượng giao dịch nó không có nhiều trên mà lưới của BTC kế tiếp đó chúng ta nhìn vào từ một ngàn đô tới mười ngàn đô thì hiện tượng cũng tương tự như vậy nhưng mà các bạn thấy được là từ À, uh, 10 triệu trở lên thì như thế nào Nó lại tăng trưởng ngược trở lại Có thể nói được là đã ngang hàng với lại hồi tháng 3, tháng 4 của năm 2021 này có nghĩa là cái số lượng người mà giao dịch gần đây đó ở trên mạng lưới của btc là đến từ những cá voi có nghĩa là chúng ta không thấy nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ trên thị trường này hiện bây giờ những gì các bạn thấy được là giá cả thời điểm hiện tại đó là những sự giao dịch giữa những cá voi lớn với nhau và những người nhìn thùng với các bạn mà thôi chúng ta thực sự vẫn chưa thấy nhiều người mới tham gia vào thị trường này đâu và nếu như mà chúng ta à, muốn thấy điều đó đó thì hy vọng là năm 2022 sẽ có những cái trend, những cái thông điệp khác dẫn đến nhiều người lại xung sao và vào thị trường này. Thì lúc đó chúng ta sẽ có khả năng thấy là cái blow uh, top đó có nghĩa là cái mức giá cao nhanh mà chúng ta đang chờ đợi. Đó là điều mà được chia sẻ bởi Will Clemente. Ngoài điều ra thì chúng ta cũng có một số những thông tin à, như là công ty đào BTC Marathon thì đã mua thêm tổng cộng đó là 900 triệu đô la những cái máy đào đương nhiên à, các bạn thì đây là những công ty mà họ kinh doanh đào thì nếu như họ bỏ 900 triệu ra và họ mua máy đào thì đương nhiên họ nghĩ là giá của BTC sẽ tiếp tục à, có những cái mức cao mới để có thể là hoàn lại cái vốn của họ kế tiếp đó thì à, chúng ta gần tới ngày à, New Year thì một trong những, những cái phong tục ở hoa kỳ đó nếu như các bạn mà thích đi du lịch đó, thì người ta sẽ đến times square times square là một cái nơi À, mà rất nhộn nhịp ở New York có những tòa nhà cao tầng đó thì đây là một cái nơi mà nhiều người đến để mà à, tận hưởng một ngày cái bữa giao thừa của Hoa Kỳ đó Tết Tây đó nhưng mà chúng ta thấy đó là bây giờ Times Square cũng sẽ có mặt ở trong The uh, Decentraland Metaverse thì uh, bây giờ đây cũng đã có Times Square trong đó rồi nhiều người sẽ uh, đăng ký để có thể là tham gia cái uh, buổi New Year Eve này ở uh, Times Square ở trong Metaverse về Cardano đó thì uh, chúng ta cũng nhận được thông tin là Sunday Swap đó, sau nhiều ngày im lặng thì cũng đã lên tiếng nói là họ đã thông qua được uh, một cái buổi uh, audit ở trên mạng lưới của Sunday Swap thì cũng có một số lỗi nhưng mà họ đã khắc phục rồi. Thì uh, Sunday Swap vẫn tiếp tục đã trở thành một đề tài nóng đây có thể là cái Dex uh, mà sẽ khiến cho Cardano sẽ tăng trưởng hệ sinh thái rất là nhanh tại vì bây giờ Cardano cái cần nhất đó là có một cái Dex hoàn chỉnh và cái Dex đó sẽ là cái nguồn gốc của những cái hệ sinh thái như là DeFi vân vân. Cần phải có một cái Dex hoàn chỉnh và sunday swap vẫn tiếp tục là một cái hứa hẹn À, thường hy vọng là chúng ta sẽ nhận được nhiều thông tin mới hơn và lẽ hơn. Còn à, một đề tài khác nữa thường muốn chia sẻ cái này nó cũng không có liên quan gì đến crypto à, chỉ liên quan nó một chút xíu mà thôi nhưng mà thường cảm thấy cũng rất thú vị à, tại vì sao mà nhiều người đó à, bây giờ thấy được là chúng ta nghe nói rất là nhiều những cái ca sĩ nổi tiếng họ lại ủng hộ NFT những cái ca sĩ diễn viên nổi tiếng họ lại ủng hộ NFT lý do là Thiepeng đó đã chia sẻ cái bản thống kê này Bản thống kê này đó là T-Pain là một trong những rapper rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ Thì T-Pain nói đó là Bên tay trái đó, đây là những cái nền tảng Để các bạn có thể nghe nhạc được Như là Amazon Music, Apple Music Tidal Music, Napster uh, Deezer, Pandora Youtube Music và Spotify Thì các bạn thấy được là bên tay phải đó Đây là bao nhiêu lần người ta phải nghe cái bài đó Để cho cái người ca sĩ này Kiếm được một đô la trên nền tảng này Thì các bạn thấy được là Một bài hát đó, phải được nghe 249 lần ở trên Amazon Music để cho cái người ca sĩ đó kiếm được một đô la ở Apple thì cần 128 lần ở Tidal thì cần 78 lần Napster 53 lần vân vân và các bạn hiểu là YouTube Music cần tới 1250 lần à nghe mới có thể có được một đô la thì con con số này đó nó không có phải là những con số à, mà thấp đi những con số rất là cao và ý của tiếp theo nói đây đó là nhiều khi chúng ta nghe nhạc thì nghĩ là những người mà để nhạc lên trên à, pandora hay spotify họ kiếm được nhiều tiền lắm nhưng mà cũng không hẳn đâu họ cần phải có số lượng nghe rất là cao và con số này đó thì các bạn thì được là chỉ được một đô la mà thôi trong khi mà những công ty này là họ kiếm được rất nhiều tiền đến từ những cái ca sĩ này để nhạc lên nền tảng của họ cho nên nft sẽ là một trong những cái câu trả lời tôi nghĩ là sẽ khiến cho càng, càng nhiều những cái ca sĩ tham gia vào thị trường này không đơn giản tại vì họ đu theo trend hay là không đơn giản là tại vì họ được trả tiền để mà quảng bá thì nghĩa là cũng có nhưng mà trên căn bản đó đây cũng là một trong những vấn đề mà những ca sĩ liên tục tìm kiếm giải quyết là làm sao họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn à, bằng cách đó là cho người ta nghe nhạc ở trên mạng nhưng mà bây giờ họ lại phụ thuộc vào những nền tảng này và những nền đảng này đó lấy cái phần lớn họ chỉ lấy phần nhỏ mà thôi đó là những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này Tony đương nhiên không phải là một ca sĩ cũng không có phải là người mà upload những cái bản nhạc lên trên những cái nền tảng này cho nên cũng không có thể chia sẻ thêm thông tin đây là những suy nghĩ mà thường muốn liên kết với những hiện tượng hiện bây giờ mà thôi mà thường muốn mang đến cho các bạn và đây là tất cả những cái thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Thông link của Thuận Capital Hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT Hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit Và đặc biệt sang Moon XPT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu truy miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX, hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên của Thuận Capital như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đó có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên Tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.